nè cả nhà ơi. Hello, xin chào các đồng minh thân thư của Leo, xin chào cả nhà. Sau một khoảng thời gian rất là trầy trật ha, băng ra rất là nhiều con đường, bây giờ thì Lý Hương đang đứng tại chỗ gọi là cửa hàng vật tư ngành ảnh tên là Tuấn Minh, nó nằm ở 110/45/6 Bà Hôm đó. Nãy quẹo quá trời quẹo luôn. Ở phía trong đây còn có cái hẻm nữa nè quý vị. Ôi, ở cái hẻm này có một vũng nước nè, nên là xe mình gắt xét vô để quay coi cái áo như thế nào. Đây cái áo của mình đây. Cái áo được in ở đây ha, để về mặc thử coi sao. Áo là Lý Hương. Đây cái nón nè cả nhà. Cái nón. Cái nón cái áo đại lân mộc xanh ơi là xanh luôn. Rồi bây giờ đứng thì hơi cầm rằm mọi người, quay thêm một số những cái hình ảnh về đường ở khu vực này đó. Ở đây thì cũng có những cái nhà ha, ở đầu chẳng có nhà, nói chuyện mắc cười. Đây khu phố, zoom lại cho mọi người xem. Chỉ phố này thì nhà cũng san sát với nhau thôi. Đó, còn phía trên đây có một cái rất là vui nè. Đó, cái đài này là cái đài nước nè. Đài nước ngày xưa nè cả nhà. Đài nước ngay chỗ công viên. Rồi, bây giờ mình đi về ha. Xíu nữa thử áo cho cả nhà xem. Đấy, mai mốt sẽ xuất hiện trên những video của cả nhà sẽ là những cái áo này. Còn phía bên đây có văn phòng của bác sĩ. Ở khu vực này là khu đây, quay lại cửa hàng ngay phía trước cửa hàng có nguyên đống rác luôn, có nguyên thùng nước luôn. Rồi bye bye cả nhà ha, xíu về thử cho cả nhà xem cái áo như thế nào. Giờ đi đây, lại tiếp tục chạy đường xe. Bây giờ thì tầm giờ này thì mọi người đây có xe ra để né qua, ngay đứng ngay vũng nước luôn. Rồi ok. Thank you.
đông trên đường này. Ở phía trước là một ít rác nữa. Dịch vụ rác là một dịch vụ hiện tại bây giờ thì rất là phổ biến ở Việt Nam. Tất cả mọi người đều có thể tham gia vào mạng lưới để chạy và được chạy, để tiêu tiền và để có tiền để sử dụng dịch vụ và là mọi người để làm dịch vụ rất là tiện. Sắp tới thì chúng ta sẽ đi qua đường Hoàng Văn Thụ, rồi đi qua khu Lạc Long Quân.
tiếp đây. Đây là dụng xoay ngay chỗ Lăng Cha Cả. Ở trong thì có một cái quả địa cầu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng qua luôn. Phía bên trái là đường Lê Văn Thủy đấy mọi người. Đây là đường Hoàng Văn Thụ. Hoàng Văn Thụ trước kia thì là đường 2 chiều, nhưng mà giờ thì có đoạn 2 chiều, đoạn này 2 chiều, xíu nữa sẽ vô đoạn 1 chiều. Kẹt xe nhiều quá nên có những cái giải pháp 1, 2 chiều gì đấy. Bây giờ tham gia vào lưu thông vào đường của làn xe ô tô rồi, bây giờ mình phải
phải bên phải qua rồi. Ok. Ê, mỗi lần qua đường hồi hộp quá à. Mình cứ thích đi một cái đường thẳng thôi. Đường Bình Dương mình thích đi hơn. Đi thẳng là xong. Không cần phải quẹo. Quẹo qua đường hồi hộp quá, xe nhiều quá. Mà xuống Sài Gòn thì nên á quý kiều bào với anh chị chúng ta mà về Việt Nam xong rồi thử xách xe máy ra đường đi, không dám đi. Đường chạy xe chạy em lum lá. Nên mình cũng sợ. Rồi bây giờ thì chúng ta đang đi trên đường Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt sau rồi chúng ta sẽ đi qua khu Phan Xích Long. À, khu Lạc Long Quân. Lạc Long Quân thì chúng ta phải ôm cua rồi. Ôm cua rồi phải xi nhan trái. Ôm cái cua, ở phía trước của chúng ta là một cái xe chở một em bé ngồi. Ấy đường là con đường bên kia mà, đường này là đường Lý Thường Kiệt rồi. Chắc là có ngã để rẽ qua đường Lạc Long Quân thôi. Ngon nha. Đây có chiếc xe trắng này chạy ra nè, chắc là có cái ngõ rẽ qua đường Lạc Long Quân. Chắc chắn là như vậy. Thử coi. Không phải. Ồ, ở trong đây cũng có rất là nhiều những cái khu chợ ha. Đây. Đường Tâm Tâm Xuân. Đây. Rồi, ồ. À, chợ ở đây đây. Nhiều hàng hóa quá. Kẹt xe rồi, kẹt xe ở chợ rồi. Rồi. Nó ô tô. Có ô tô mà đi vô chợ cũng phiền lắm đấy. Rồi, đúng rồi. Như dự đoán bây giờ mình đã quẹo lại đường Lạc Long Quân. À, Lý Hương nhớ theo trên Google Map đấy. Nên là đi có khi quẹo không đúng đường. Không sao, bởi vì xảy ra đừng có lợi quẹo không đúng đường lại quay thêm được một cái con đường hẻm. Rồi, bây giờ mình sẽ quẹo phải qua. Ở phía sau là một chiếc xe buýt. Thì quá. Có càng gì nghe ghê quá. Rồi, quá rồi. Chạy đi 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 đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng thôi, cứ đi thẳng và cho quý vị và các bạn nhìn ngắm con đường Lạc Long Quân ha. Đường Lạc Long Quân thuộc quận Tân Bình. Đây khu bên đây là rất là nhiều, khu bên trái là rất là nhiều cửa hàng bán quần áo. Dừng lại thôi.
bà hôm để lấy cái áo cái hư tivi được đặt ở bên đây à, mai mốt là có cái áo để lên hình rồi cho xinh đẹp hơn. Bí mật quý vị và các bạn ha, để xem cái chiếc áo của Lý Hương có màu gì, hình thù đó làm sao. Bây giờ thì vẫn nằm trên đường Lạc Long Quân. Đây phía trước có một chú làm nghề chắc có lẽ là đồng nát rồi, thu gom ve chai rồi. Giờ này thì có khá nhiều những cái bảng đèn mà chớp tắt mọc lên thôi ha. À quên, bật lên chứ mọc lên cái gì. Phải là chùa Giác Lâm. À, giờ này thì có rất là nhiều những người đàn ông trồng sồn tuổi tầm 40-50 ha, ngồi gác chân lên rồi uống cà phê lề đường. À, như đó là một cái thú vui của rất là nhiều các chú. Tâm Bình này.
rất là nhiều những cái bảng hiệu ha, liên hệ quảng cáo. Đặt ở giữa cái đường. Chi phí quảng cáo là một trong những chi phí rất là khủng. Mà hiện tại bây giờ thì có rất là nhiều những cái cách thức quảng cáo chính thống và trá hình. Ôi trời ơi. Ai, mấy em xíu nữa là xảy ra tai nạn rồi. Giật cái mình. Đầu tiên quá. Ôi, có cái bóng gã qua rồi, mừng ghê. Có một cái xe ô tô mà đi qua, mình đi qua là thấy nó ổn nhất á. Là luôn luôn cái cầu Thạch Thiết, phía bên phải là đầm Sen Bắc. Đầm Sen đó quý vị. Ngày xưa, ngày xưa từ cái thời mà 5 tuổi Đầm Sen là một thế giới xa xỉ đối với Lý Hương. Bây giờ thì nó bình thường rồi. Sau gần 20 năm thì nó đã trở thành bình thường. Đấy, còn đường trước mặt là có lô cốt gì sửa chữa đường. Rồi giờ để mình coi lại, tranh thủ 16 giây mình coi lại xem đi tới đường nào nữa. Cắt Tân Hóa. Cắt với Tân Hóa thì qua đặng Nguyên Cần. Bây giờ cứ chạy thẳng tới khi nào cắt đường Tân Hóa thì quẹo đi anh. Đấy, chạy với mình toàn nhường thôi, tại mình chết nhát mà mình chạy yếu lắm nên là phải phấn đấu làm sao mua ô tô mà sống ở Sài Gòn cũng mua rồi. Nên là ở Sài Gòn thì nên đi những cái dịch vụ như là Grab, Uber, vừa có taxi ha, vừa có tài xế, tự nhiên taxi, vừa có tài xế với một phí dịch vụ cực kỳ rẻ, bèo nhèo luôn. Ở phía trước là một xe cũng là vai chai đồng nát.
ai cho hỏi bây giờ đi qua đường đường gì đó, đường Đặng Nguyên Cầm rồi đi sao? Đặng Nguyên Cầm à, Đặng Nguyên Cầm đi sao? Quẹo lại hả? Quẹo cái đường đó, quẹo lại, lâm bưng lại à, đúng không? Trái đi gặp đường đó. Dạ rồi, vậy giờ phải quay lại thôi. Rồi, cảm ơn. Quẹo lại rồi, cả nhà ơi. Lại đi lại tí. Thôi quẹo qua. Tranh thủ lúc mà mọi người chưa lại quẹo qua. Đó là Lâm Quân. Đặng Nguyên Cẩn, tôi Đặng Nguyên Cẩn. Đúng là dân tỉnh lẻ lên Sài Gòn đi đường. Sợ quá. Vẫn còn đèn xanh cho qua được cái thôi. Xe gì mà đông. Đúng là mình đi giống như Việt Kiều về nước đi xe máy thì được chở đi quang rồi. Được đi ô tô đi quang rồi. Sợ đi xe máy quá à. Giờ lại tiếp là Lạc Long Quân à, tưởng là Lạc Long Quân lại đường thẳng cắt cái ra đường Phú Thọ gì á. Tiếp tục là Lạc Long Quân thẳng tiến. Hôm đi sao đấy.
hỏi giờ đi qua đường Bà Hôm đi làm sao anh? Bà Hôm đấy. Đó, chỗ đó, đường Bà Hôm đấy. Bà Hôm là giờ đi làm sao? Thẳng đây. Dạ. Là đi về miền Tây, đường Bà Hôm đi luôn. Quẹo phải. Ở đây nó có hai đường. Dạ. Quẹo sát liền là Tân Hòa Đông, quẹo nữa đó. Thì lại ở trên xíu nữa không? Ăn chút xíu. Coi như là ba, không phải nè, không phải này nha. Không phải cái ngã đầu. Ba cái giữa. Dạ, cái giữa. Là bên hông cấp mát á. Dạ. Bên hông bên kia là. Dạ, giao mình đã chạy cái bên quẹo phải không? Dạ, dạ. Công chút xíu đó. Chỗ đường công công á. Dạ, dạ. Công công bên này là hai đường mà đường trên. À, dạ, dạ. Đường trên trước mặt mình là ba đường á. Là Bà Hôm liền á hả? Là Bà Hôm luôn á, ngay đó luôn. Dạ. Có con khúc thôi. Dạ. Rồi, đúng đường rồi. Thôi lại ông Phật. Bảy hồn. Không phải đường công công đầu, đường công công thứ hai. Đó, nghe con mắt luôn là Bà Hôm. Bà Hôm ơi, Bà Hôm. Ok. Thế đi mà đi đường đi mình cũng thấy được đường thôi, tên đường thôi. Chứ nó chả có gắn với mình một cái sự kiện gì để đáng nhớ cả. Nên là chắc là đi lần xong rồi mốt muốn nhớ là quay lại cái clip này coi thôi quý vị ạ. Ê, Bà Hôm, đây Bà Hôm. Bây giờ mình lại kiếm tới địa chỉ. Ui trời ơi, giống chó chạy ngoài đường ghê quá à. Các bạn này. Hãy dậu. Một không trên 46 rồi trên không trên 45 rồi trên 56 một không rồi đỏ trẻ con vừa bước trên cầm biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan rồi dễ hẳn qua 110 thẳng tiến 14 mấy rồi phía bên có chùa Long Nguyên ha. Đấy, khu này thì bây giờ thì châm châm nhãn bán rất là nhiều. Ổi dòng cam sành chợ mà không thiếu. Bà Hôm 60A, 60B. Đây, gọi tôi lên để tôi xuống. Bà Hôm sáu sáu đấy à, số lên rồi mừng quá, đi đúng đường rồi. Cuộc đời là những chuyến đi, cuộc đời là những chuyến đi. Đây 96 rồi, chạy chậm thôi, chạy chậm thôi. 110 110 nào. 106 rồi, 108 rồi, chắc 110 rồi quẹo vô. Tuyệt. Một một không trên một C, một một không trên 7 tới trên 45 lần.
trên 45 rồi. Rồi đi dạo dạo chắc gần tới 45 rồi. 45 phía tầm đây. We'll be right back.